Cái chỉnh sửa đầu tiên đấy là chúng ta có thể tách cái đoạn video hoặc hình ảnh này ra làm hai đoạn. Chúng ta muốn cắt để mà chúng ta chỉnh sửa hoặc là chúng ta xóa đi cái đoạn trước hoặc đoạn sau. Đấy. Hoặc là chúng ta có thể dùng cái ngón tay ở đây chúng ta kéo cái video này để nó dẹp, để nó rộng ra và nó thu lại. Được chưa? Tiếp theo nữa là cái hiệu ứng động. Cái hiệu ứng này để làm gì ạ? À, hiệu ứng này nó có hiệu ứng vào và hiệu ứng ra và kết hợp. Hiệu ứng vào ví dụ như là chúng ta nhấn vào gì ạ? À, rõ dần đấy, thì khi mà vào ấy thì nó sẽ rõ dần. Ở đây chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể điều chỉnh thời gian, nó thời gian nó vào nhanh hay vào chậm. Đây là vào rất nhanh, đây vào rất chậm, được chưa ạ? Đó, sau đó thì chúng ta cho hiệu ứng ra, ví dụ như là hiệu ứng là gì ạ? À, nháy tắt hoặc là lắc mượt hoặc là vỡ tan đấy, được chưa ạ? Chúng ta có thể điều chỉnh thời gian nó vỡ là nhanh hay chậm, đúng chưa ạ? Ngoài ra thì có gì ạ? Hiệu ứng kết hợp đấy, hiệu ứng kết hợp thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ nằm ở đâu đó mà do chúng ta lựa chọn. Đúng. Ví dụ như là chúng ta bỏ cái vào, bỏ cái ra ra và chúng ta chọn hiệu ứng kết hợp, được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Khi mà vào ấy là nó gì ạ? Bên trong đấy, chúng ta có thể điều chỉnh, nó có thể kết hợp ngay từ đầu đấy, được chưa ạ? Hoặc là nó gì ạ? Trong một cái đoạn giữa thôi đấy, rồi rất nhiều các cái hiệu ứng ở giữa, được chưa ạ? Đấy, rất nhiều các hiệu ứng như vậy, ok không ạ? Rất nhiều các hiệu ứng như thế nhé, để mà chúng ta thoải mái, để chúng ta gọi là gì ạ? Sáng tạo. Thì khi mà chúng ta gì ạ? Đấy, nó vào nó sẽ gì ạ? Nó sẽ sử dụng các hiệu ứng như vậy. Cái tiếp theo nữa là cái phong cách. À, phong cách ở đây thì nó có mấy phần, ví dụ đang thịnh hành thì chúng ta có thể là gì ạ? Vào cái phong cách là gì ạ? Đang thịnh hành này. Đó. Thì nó gì ạ? Nó sẽ có những cái hiệu ứng di chuyển làm cho cái hiệu ứng này nó sẽ làm cho cái khung hình nó rộng ra và nó điền thêm những cái hình ảnh nó còn thiếu. Tức là nó sáng tạo, nó vẽ thêm ấy, nó vẽ thêm. Đó. Nếu mình cảm thấy không đẹp thì mình chọn cái khác. Đây hầu hết là các hiệu ứng AI. Đấy. Anh em thấy không ạ? Đấy, nó thêm cái này thêm cái kia vào. Đó. Rồi siêu thực. Ừ. Đấy. Đây là những cái hiệu ứng mà áp dụng AI vào, anh chị em nhé. Nó khá là thú vị. Đấy. Siêu thực. Rồi các cái hiệu ứng khác nữa, rất nhiều hiệu ứng nha. Đấy, cái này chúng ta có thể sử dụng những cái về tốc độ này, vẽ bằng AI này, đấy, ảnh AI này, đấy, những cái hạt nhỏ này, đấy, ví dụ như thế. Đấy, nó tán hạt rồi xong lại nhập vào đấy, anh chị em thấy không ạ? Đó, thì đấy là những cái hiệu ứng để mà chúng ta có thể sử dụng. Đó, rồi chúng ta có thể thêm cái hình ảnh khác nữa vào. Đúng. Dạ, chúng ta chọn vào đây, chọn vào phong cách, có rất nhiều hiệu ứng ở đây anh chị em nhé. Ứng video này, hoán đổi khung cảnh này, đổi khuôn mặt này, đấy, ví dụ như là từ khuôn mặt cô này nhá đổi sang khuôn mặt người khác, rồi nó tách. Đấy.
trông như 3D anh chị em thấy không ạ? À, rất hay. Đấy. Hoặc là manga. Hoặc là những cái biểu cảm trên khuôn mặt. Đấy. Từ cô gái này bình thường bây giờ thành cô gái là đang cười rồi anh chị em nhé. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Hoặc là cho buồn này. Đấy. Đấy, cười này. Cười thầm này. Đấy. Khuôn mặt nghiêm khắc này, không cảm xúc này. Đấy, mặt cười này. Đấy, thấy không ạ? Đó. Đây là những cái phong cách mà chúng ta có thể sử dụng bằng AI để thêm vào. Và đa phần cái AI này chỉ dùng cho ảnh thôi, được chưa ạ? Slide tự động đang ở 3 giây, muốn chỉnh thành 2 giây thì thế nào? Thì mình kéo vào thôi, mình dùng cái này mình kéo vào thôi. Đa phần các tính năng này là miễn phí nhé. Ví dụ như phong cách này, đa phần những tính năng này miễn phí nhé. Những tính năng nào mà có chữ Pro ấy thì mới là mất phí thôi. Đây. À, đây, những cái tính năng có chữ Pro này thì mình mất phí thôi. Còn tính năng nào không có chữ Pro là miễn phí. Ok không ạ? Nhá. Yeah.